Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 23 tháng 7 năm 2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Bạc Liêu và Sóc Trăng như sau. Tôm thẻ size 20 con giá 216.000 đồng 1 kg, size 25 con lớn giá 167.000 đồng, size 25 con nhỏ giá 163.000 đồng 1 kg size 30 con lớn đang có giá 140.000 đồng, size 30 con nhỏ giá 137.000 đồng, size 40 con giá 124.000 đồng 1 kg, size 50 con giá 114.000 đồng, tôm thẻ size 60 con đang có giá 105.000 đồng 1 kg. Sau một ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tại hàng loạt vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh Sóc Trăng, thì thức ăn nuôi tôm, thuốc thú y, thủy sản không đến được vùng nuôi. Nguyên nhân là do một số nơi cho rằng, đây không phải là mặt hàng thiếu yếu trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống COVID-19, từ phản ánh của người dân, doanh nghiệp. Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng đã ban hành văn bản chính thức thông tin danh mục các loại hàng hoa thiết yếu khi thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong danh mục có các loại hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, như thức ăn nuôi tôm, thuốc thú y thủy sản. Cùng với đó, các tỉnh như Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang cũng có công văn về việc hướng dẫn hàng hóa thiết yếu khi giãn cách xã hội. Cũng bao gồm các mặt hàng phục vụ sản xuất như thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc thủy sản. Về chi tiết giá cá, giá ếch. Giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.